Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt hay như thế nào. Làm việc gì thì cũng mong được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống thì lúc nào cũng khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ấm êm và không bao giờ phải lo nghĩ về tiền. Thưa quý vị, số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người chúng ta sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình đôi khi là không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù là có số buôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu ở trong năm cũ 2021 Tân Sửu. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 6 âm lịch này, tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận trình tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 6 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 năm mệnh có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh và có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí và không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo hơi thái quá và thậm chí là có thể là người lóng lỉnh nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách để thoát khỏi bế tắc. Người tuổi Tân Mão sống rất tham vọng và thường được đảm bảo về tài chính, nhất là không dính vào cờ bạc. So với tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất, tuy nhiên họ lại kém mềm dẻo và ít khi mà nghe theo lời khuyên bảo của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi có hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán bất kỳ lúc nào. Xem tử vi tháng này của gia chủ Tân Mão, vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mão sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã, không mong muốn với con cái trong nhà. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Tân Mão ở tuổi này đều đã về hưu và không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này, đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được khi thực hiện dự án bất động sản trúng số hoặc được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính. Có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này gia chủ cũng phải có một mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho nhà cửa. Ở độ tuổi này của gia chủ, tiền bạc hay của cải cũng không còn quan trọng. Việc chi tiêu cũng không cần quá phải tằn tiện.
gia chủ đã vất vả nhiều rồi, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, con cháu và những vui thú tuổi già, thích gì làm đó. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng này cần phải đề phòng các bệnh nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết, ngoài ra thì có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến bệnh tình trở nặng. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi vì tính cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là bạn nghĩ. Đừng tự quyết định mọi việc mà khăng khăng làm theo ý của mình mà không cần phải tham khảo ý kiến của người thân, như vậy thì không hay. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tân Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày: ngày âm lịch ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lụ Mộc; ngày âm lịch ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Mão trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh.